Vào khoảng 11 giờ khuya ngày 7 tháng 8, tại trang trại của gia đình anh Phan Văn Xuân, 47 tuổi, ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, hệ thống quạt gió bị nhảy rơ le, ngừng vận hành đột ngột. Sự cố điện đã khiến gần 10.000 con gà chết la liệt, hàng ngàn con gà khác thoi thóp. Ngay sau khi nhận được tin, hàng xóm, đoàn thể địa phương đã nhanh chóng đến giúp gia đình anh Xuân làm thịt gà, sơ chế, cấp đông và mua gà giúp gia chủ. Các cơ sở chế biến thịt gà trong và ngoài địa bàn xã Phúc Đồng cũng tiêu thụ gà, giúp gia đình anh Xuân giảm thiểu phần nào thiệt hại kinh tế. Anh Xuân cho biết, trang trại chăn nuôi gà của gia đình được đầu tư từ năm 2021 với 2 chuồng nuôi, mỗi chuồng rộng 21m, dài 95m. Trang trại hiện nay đang nuôi tổng đàn 16.000 con mỗi lứa, dự kiến trong vài ngày tới sẽ xuất bán. Ước tính tổng thiệt hại về kinh tế ban đầu của trang trại là 1,3 đến 1,4 tỷ đồng. Tính đến trưa ngày 8 tháng 8, đã tiêu thụ được 500 con gà, với giá bán từ 40.000 đến 70.000 đồng mỗi con.